thăm 7 rồi nha, thăm được con rồi nè. Con ngựa hả? Không, hành. Không, hành hả? Hành nè, quay giùm đi. Quay giùm đi, quay từ đầu tới cuối, có mấy cái à? Không đâu, chỗ này em địa rồi mà, không biết nghi chỗ này có. Dễ vợ tốt con nữa nha, hôm nay trúng rồi, con này bự à. Đù, má nhỏ siêu gì. Con này nhất à. Ký hả? Không đó, trên 600 gram là nhất à. Bắt ra luôn. Ừ, quay chỗ này nè, mà không có khi nào nó tạm dừng nữa. Còn nha, còn chuột luôn hả? Cái đó còn, cái đó nghĩa là à, cái này không dính hả? Đi chặt ăn. Con này bự á, mày đã. Chà. Im mà. Chị em có cà phê không anh nhỉ? Chị hay ổn à. Nó có 3 cái à. Cái dạ, trời có máu luôn nè trời. Trời, bữa nay chí tiền vô máu à. Có máu à. Trời. Chăng cái một giá cũ rồi. Hay cái đường nặng cũ luôn á. Cầm cái ơi. Chán thiệt. Nó xui dữ thì trời, nó rất nhẹ cái đường ra dây chì mày ơi, ra máu liền luôn nhé. Nó nghe cái đường gặp cũ rồi má, sao dễ chảy máu như vậy, máu tôi nó lỏng lắm hay gì mà hay là hả? Cái đổ rồi đó chì chỉnh hơn. À, hồi nắp luôn. Hồi hén, đó nó hồi nấp chứ mà. Không hồi nấp. Mới biết luôn á, mình tránh mới chỉ đó. Đỡ đỡ rồi đó. Thiệt, buồn ghé ghê luôn á. Cho ăn có mấy ngông chiên à. Bắt lấy rồi. Đi, đi về bà ông Tư Phiến. Cái này. Này, con không nhỏ. Con này nhỏ. Ừ. Ây da, bắt nó ra. Bự mà. Ôi trời, nhỏ xíu rồi cha. Ôi trời, giờ là nhỏ xíu rồi. Một con hay gì? Một à. Sao ở khúc kia. Giờ nay được 3 con rồi. Đâu đem cái kia à? Thì chiều nay mình nên đi chơi đó anh nhỉ? Khổ quá đó mà. Ngày nghỉ có em mới được đi chơi. Anh chị thấy em khổ không? Em từ... Ăn chuột con như nguyên luôn kìa. Đã vậy chị? Nè? Không tốn chuột. Không tốn chuột luôn nè. Bù hôm nay tiền bánh xe bể này nọ. Mua hôm đi lấy chuột bánh xe bể. Đó. Bắt con gắn ăn cái. Con này gắn bự nha. Ừ. Con này nó sợ gắn luôn nè. Vẫn giật mình mày. Mà cái này gắn hiền mà. Hả? Xuống. Con này bội thu à. Chết mẹ nó quay lộn nữa. Chờ lâu quá à, sắp tới cái tiếp này nè. Đây nè, chứ tôi lật chuyện bậy bạ đây về. Ê quên, lấy tao ấy à. Đâu chắc chắn là dính gắn đâu. À đây một lúa gì nhét luôn. Hổ đất thôi.
Ô, nếu mà bọng cái này sao dính chân chuột nữa. Chuột đó rồi, chết gã xác rồi. Lỏ rồi. Bù mày. Nãy còn còn con chuột. Tới cái tiếp theo nè, thôi mày quay chơi mày. Còn về thăm nó mày. Không mày. Nước ngập không ta? Đi. Các bạn thấy cái nấm không? Cái lớn nè. Đây là cái nấm này, nấm gì nè. Quá trời bự gốc kìa. Trời ơi trời. Thằng đi trước nó đang đói bụng nè. Hồi nãy dính được con đó mà chết queo quá không có quay. Bự như con hồi nãy đó mà nó bị chuột cắn ngay đầu sẽ chết queo luôn. Ở đó nó câu cá rô thì sao thôi đi. Thôi bây giờ giục bỏ gì đó. Cục gắn lớn à. Lũ này khốn nạn ghê luôn. Chủ dưỡng đầy đầu má quýnh mày chắc bòm đầu mày á. Chữ, chữ cho lắm vào. Thôi, chúng ta bỏ nhóc luôn vậy. Mà còn cái bên kia nó chạy xíu tao làm cái này rồi. Mày đứng đây mày chờ đi. Có tao hú. Tao cũng mong được hú. Thăm cái này cái. Đứng đây chờ luôn đi. Không, cái này cái rồi, bên kia cái này. Chuột còn sống rồi mày. Chuột sống mà gắn có không? Chuột sống mà gắn không có. Nãy dính hai con mà toàn chuột còn sống không? Qua wow, phía bên kia thăm cái nè. Phía bên kia chuột cũng nhầm nè mấy bạn. Ồ nó bự nè. Rồi còn tớ nha. Chưa có bự nữa đó. Không. Bự sát hơn ta nè. Chuột này cỡ gà lương á. Quay không. Gà chắc gà gà gà. Chắc ai con này chắc nếu mà bỏ vô bẫy gà 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 gì ta? Dạ, mấy con trăng á. Mấy con trăng á. Chó sữa quá. Đây là gắn ngoan của mình nè. Bốn con bữa nay mình đi thăm về rồi mà. Mấy anh kia anh mua nhậu chưa nè. Mấy gắn này tính bữa nay sáng đem đi bán luôn. Mà chưa bán được con này muốn lột da nè. Chứ giờ nè. Trắng gì nè. Đây là cái đám gắn rồi. Ây da. Mồi nè. Công nhâm nữa nè. Công nhâm nó đang thù lùi đó. Giờ đi mặn cái. Cái mặn đám này chứ là mồi nè. Trắng mặn khoảng cỡ hơn nửa tiếng hả. Giờ đi trắng nước, chứ không trắng nước đâu mặc được đâu. Đâu bắt ra được đâu. Phải trắng nước rồi mới bắt đem ra mặn. Mình mặn chuột rồi mình quay cho mấy bạn xem. Xong rồi mấy bạn. Đây nè. Tụi bây giờ cũng nhâm nè. Lại bự quá cắt ra làm nhiều miếng mới được. Chuột cơm nè. Mới mặn xong. Này là ớt. Ớt mắm hay gì là ok. Đây còn miếng nữa. À, vậy đó. Chứ là mà mồi nhậu. Chuột là ốp xả tay mấy bạn. Cho mày đó. Kiếm cho cái đó. Nguyên bọn nhậu nè. Thằng này là bữa nay là được hết. Đi qua cồn kêu bằng quậy bánh cồn nè. Mày thấy bữa nay nó đi qua cồn thiệt á. Sai lầm luôn á. Biết thà á, mày đi chứ mày đỡ đỡ nha, nó qua cồn nó quậy quá à. Đi một lần thôi. Bưởi luôn. Hai quả. Nó sao đem về ăn? Ăn bẩn
Ăn đâu nhớ anh em. Trời mẹ mày gọt mẹ nó gọt. Mẹ không nhớ con rồi nói đại đi. Phải bẻ ba trái đem về đây trái đồ. Bẻ nhiều quá sợ sữa, nghĩa không cho bẻ nhiều. Cốc cốc. Bẻ nhiều của mày nữa.